Kim Tiểu Long ngày đó chậm một chút là tội bị đâm chết. Kim Tiểu Long cũng tâm sự vì chị gái mất khi 35 tuổi nên anh thay chị nuôi hai cháu nhỏ. Mới đây, chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đã lên sóng với khách mời là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Tại đây, Kim Tiểu Long chia sẻ lý do anh vắng mặt trong nhiều năm qua. Nhiều khán giả thắc mắc rằng trong thời gian vừa rồi, tôi ít xuất hiện trong phim ảnh, các show cải lương, đơn giản là vì tôi đi Mỹ, tôi không có thời gian ở bên gia đình, rồi sinh đẻ con cái nên phải dành thời gian riêng để chăm sóc cho con. Tuy nhiên trong lúc ở Mỹ, tôi vẫn đi hát để phục vụ khán giả đó. Chỉ là không về nước thôi. Thực ra các game show, chương trình cải lương ở Việt Nam có mời tôi nhưng tôi không nhận lời. Mỗi khi về nước, tôi chỉ ở lại 1 đến 2 tháng rồi phải đi. Tôi còn con tôi ở bên Mỹ. Tôi nghĩ thôi thì cái gì cần cũng đã có rồi, không nên ham quá. Tôi đã được khán giả thương khi được nổi tiếng trong giai đoạn cải lương vàng son nhất. Bây giờ tôi đã lớn tuổi rồi, phải biết lui về lo cho cuộc sống gia đình. Tre tàn thì măng mọc, tôi cũng đã có vị trí riêng của mình rồi. Tiếp đó Kim Tự Long tâm sự về bước sự nghiệp đầu tiên của anh. Hiện tại nhà tôi ở Mỹ, căn nhà ở Việt Nam này cũng là của tôi, nhưng tôi ở cùng các con cháu. Tên thật của tôi là Trương Hoàng Kép, chị Sáu là Trương Thị Đào. Tuy nhiên, chị tôi chết khi 23-25 tuổi. Để lại hai đứa cháu nhỏ khi ấy còn nhỏ xíu, 15 tuổi, một tay tôi nuôi nấng chúng. Ngoài hai đứa cháu, tôi ở nhà này cùng một bà cô tên Linh, người đi theo tôi từ xưa đến giờ để lo trang phục, đồ đạc cho tôi hát. Trong nhà, ngoài tôi ra, còn có một người anh cũng theo nghề hát là anh Châu Tuấn. Anh ấy là anh thứ năm, hồi xưa chuyên đi hát kép chành ở các đoàn giới tỉnh. Hồi tôi học cấp 3, ba tôi dẫn tôi ra Nha Trang thăm anh, rồi bỏ tôi lại đoàn, rồi về mất tiêu. Tôi buồn lắm, không hiểu vì sao lại bị ba bỏ lại. Ngủ dậy khóc quá trời nhưng không tự về được nên đành ở lại đoàn. Ngày hôm sau, đoàn đặt tên cho tôi, đóng một vai binh sĩ luôn. Tôi bắt đầu được anh Châu Tuấn vẽ mặt cho lên sân khấu. Tôi ăn cơm tù nghiệp từ đó. Nghệ danh đầu tiên của tôi là Châu Kép, kép từ anh tôi với tên thật của tôi. Sau đó, tôi hát xa, chú tiểu trong tuồng Lan và Điệp. Lấy nghệ danh Châu Kiệt, tôi hát bằng tên đó mãi mà cứ lênh đênh không nổi lên được. Cái tên Châu Kiệt ngày ấy nhiều lắm, nhiều nghệ sĩ cũng tên như vậy, nhưng mỗi người mỗi tính. Có một người tính rất quậy dẫn đến sự hiểu lầm với tôi nên tôi không muốn dùng tên đó nữa. Hôm đó tôi đang mắc võng, nằm ngủ dưới gốc cây gần bà nấu cơm. Đoàn thì bà ấy thổi than, cụ bèn vào võng. Tôi nằm mơ thấy có người bỏ mộng kêu chạy rồi chạy đi. Tôi mở mắt ra thì thấy võng mình gần chạy hết, vội chạy bàn sống bàn chết. Lúc đó có người cầm dao tìm đến tôi, hóa ra có một người tên Châu Kiệt đi gây lộn khiến họ nhầm sang tôi. May mà tôi tỉnh dậy rồi chạy đi trước. Bà nấu cơm cũng giải thích rằng tôi không phải người tên Châu Kiệt kia, nhờ đó mà tôi không sao. Chậm một chút là tôi bị đâm chết trong lúc ngủ rồi. Tôi ám ảnh cảnh đó nên bỏ luôn cái tên Châu Kiệt và đổi thành Kim Tiểu Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.